Welcome tất cả anh em trở kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game cử về chiến thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày đầu tiên. Ngày đầu thì nông dân chú ý cho mình về sau. Thứ nhất là về phần tướng ấy, anh em chú ý cho mình mấy con đêm sau đây nhá. Thứ nhất là con Hidan phẩm lam này. Con này anh em dồn chơi game khá khỏe đấy. Khi mày được cái là phẩm lam anh em nâng lên chơi vẫn được. Nhưng mà chỉ chơi được ra đầu thôi. Tiếp anh em chú ý cho mình cái con Kimimaro. Con này đêm AoE, nó đêm theo phần trăm máu cộng với nó có hút máu nữa. Còn về con Obito này mình thấy lộ nó khá nhiều ấy, nhưng mà nó không có hút máu lên từ từ nhá. Có chơi anh em cho làm đêm vụ thôi. Tiếp anh em chú ý cho mình con Itachi. Con này đêm rất là thấm luôn, có cả hút máu cao hơn con ở dưới rất nhiều ấy. Mình đánh giá cao này khá cao đấy. Đây chính ra anh em chỉ cần chú ý cho mình ba con đêm này thôi. À quên, còn cái con Hirata này nó thích khách, có cái vô địch mình thấy cũng khá ok đấy. Nếu mà dồn thì hơi tiếc tí là nó không có hút máu thôi. Nhưng mà nếu mà có nhiều con búp cover ấy thì con Hirata ok nhá. Còn bên hệ thủy anh em chú ý cho mình cái con Hirata này cộng với con đệ ngũ nhá. Đệ ngũ là búp có thêm cả khống chế nữa. Đây khống chế là cái đâu nhỉ? Bỏ qua đi. Đợi khi họ giải mình sẽ làm một cái biểu tướng nhá. Còn hệ lôi anh em chú ý cho mình cái con Ga này. Con này nó khống chế nó sẽ tụ team địch nhá và một chỗ rất là ngon luôn. Anh em mà chơi mấy con tướng đêm diện rộng ấy, chơi con gà hơi ngon luôn. Tiếp đến anh em chú ý con búp máu Pan Lam này. Cái con Naruto này tanh cũng được này. Tiếp anh em chú ý cho mình cái con Lee này nhá. Con này tanh cơ có vô địch nhá. Khi nó dính cái sát thương trên mạng thì nó sẽ có cái vô địch. Vô địch xong nó không chết luôn nhá. Nó vẫn hồi máu như thường. Còn hệ phong anh em chú ý cho mình hai con búp. Thứ nhất là con mèo nhá. Thứ hai là con Kazin này. Theo cái ý kiến mình ý, anh em cố gắng kiếm cái con Kazin này vì nó rất là ngon. Nó úp Chaka một phát đầy luôn. Hôm nay mình phải khô máu ấy, bỏ tầm 30 cái vé có hệ thì phải. Mình quay bên hệ phong để kiếm cái con Kazin. Anh em đợi tí mình tắt cái Facebook nha. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái con sao già nhá. Con này búp cũng ok em ơi. Đây em chỉ cần chú ý cho mình mấy con tướng đấy thôi. Nó còn khá nhiều con tướng nó khỏe nhưng mà mình vẫn chưa hết. Ngày mai mình sẽ làm một cái video về tướng mấy con tướng quốc dân. Tiếp đến là về phần ống nguyên liệu nhá. Cái con game này anh em đi map càng cao thì được càng nhiều liệu là mở thêm tính năng các thứ nhá. Anh em mở đi qua cái chương 8 ấy, nó sẽ được cái dương nhận quà nhá. Đây, vượt qua chương 8 anh em sẽ được cái x này 2 triệu rưỡi x nhá, mở x đầu game kiếm rất là khó luôn. Đây chạm 10 được thêm tướng này. Đây chạm 12 được thêm tướng chọn này. Đây chú ý mình nhá. Cố gắng nông dân ngày đầu tiên phải vượt qua cái chương 8 mình. Anh em mà không qua cái chương 8 thì thoạt nguyên liệu cực kỳ nhiều luôn. Thế nên ấy, anh em cố gắng zone ra cái con Itachi này, cái con Komimi gì ở đấy cộng với cái con Hiyata. Anh em chơi tiếp thì nó sẽ ok hơn. Nếu mà không ra anh em có thể chơi tạm con Hidan ok nhá. Con phẩm lam đấy mặc dù là phẩm lam nhưng mà dồn lên nó rất là khỏe luôn. Và em chú ý cho mình cái rút này nhá. Cái rút này anh em không nhận vội, anh em đi kịch map đi, kịch hết các thứ anh em quay tướng hết rồi ấy. Thì anh em mới nhận nhá. Anh em xem nếu mà cần tướng thì lưng anh em chọn, không thì anh em chọn cái con phô để mình lưng cái con chính lên. Còn về lưng tướng ấy, lúc đầu anh em cứ lưng đều 5 con lên vào 40 rồi đến 60 ấy, xong rồi đến 80 ấy, rồi anh em mới dồn cái con chính lên. Cái con game này anh em mà dồn cái con chính lên từ đầu ấy, anh em đi map chất tù luôn ấy, không có con support ấy, không màu đi được xa luôn. Đây mình đang lên cái con mèo này, tím cộng này. Cái con Kazin hơi tiếc tí nó vẫn chưa ra, mình ra hai con mèo cộng với con Kazin. Và em chú ý mình cái chuông nhá. Đây, chuông click vào thì nó sẽ thu hồi mới mở ra này. Nhiều em mới chơi ấy, là sẽ không để ý cái này. Nói chung cái con game này anh em cố gắng đi map càng sang tốt. Anh em đi map kịch rồi ấy, anh em click vào cái sáng họa này, anh em đi tháp cho mình. Đi tháp anh em sẽ được rất là nhiều đồng này, cái đột phá này cộng với mảnh tướng nhá, cả vàng nữa. Nhưng mà vàng nó không nhiều ấy, chủ yếu là mảnh tướng mới xu thôi. Anh em cứ đi kịch tháp này với map nhá. Đến khi hợp kịch rồi anh em đi cái, đợi mình thu cái chuông này nhá, thu vào cho gọn. Anh em đi cái vùng đất chủ phú này để mình kiếm điểm nguyên liệu. Anh em mua cho mình hai cái đột phá ra ngoài trước này. Đây 9k này, hai cái là 18k, được 3k đột phá rất là ngon luôn. Anh em mà không mua thì sẽ không có cái đột phá để mình lưng. Đây em đi xong cái vùng đất rồi phải không? Anh em lại đi map xong anh em lại đi tháp kịch rồi ấy. Anh em đi cho mình cái hành trình
tu hành nhá. Đây mình đã đi đến cái thứ 5 rồi đấy. Cái 5 thì nó cần qua chạp 10.4 nhá. Cái chương này mình không nhớ đi qua bao nhiêu nhỉ? Hình như là chương 8 hay chương 9 đấy nhá. Anh em đi mắc hết cái này cho mình. Đi này anh em sẽ được rất là nhiều nguyên liệu nhá. Có trang bị này, có vàng, có vé quay này, có thần khí nhá. Thần khí rất là ngon em ơi. Đây mình sẽ cho anh em xem cái thần khí của mình. Đây thần khí là cái ở dưới nhá. Như con này phải không? Lé 10 này, HP 8%. Khi tất sát, nhận một khiên duy trì 5 giây. Tối đa triệt tiêu sát thương bằng 120% được không ấy. Tức là gì? Tức là con đêm chính mà xài lấy giết địch nó thêm khiên. Mà đêm chính thì chắc chắn là công nó cao rồi. Cao thì nó sẽ thêm một lớp giáp rất là ngon luôn, chú ý nhá. Tiếp đến là về phần quay tướng. Đây nó là cái da mềm nhá. Dưới cái nhà ninja này. Quay tướng thì nó sẽ có 3 loại. Đầu tiên là quay tình bạn này, hình trái tim. Thứ hai là quay thường. Quay thường là nó ra tất cả các hệ. Tiếp đến là quay hệ. Đây nó có cái đổi nhá. Lúc đầu nó mặc định là phong, anh em chú ý mình nhá. Nhiều anh em mới chơi là sẽ không để ý đâu. Anh em muốn chuyển sang hệ khác thì phải bỏ 300 vàng ra. Đây mình bỏ 300 ra, mình chọn hệ hỏa nhá. Cái con game này mình thấy hệ hỏa nhiều con ngon nên là mình quyết định ấy, mình zone hệ hỏa cho nó bớt thời gian, đỡ phải zone nhiều. Còn về phần vàng, game này vàng rất nhiều nhá. Lúc đầu anh em có thể bỏ quay tầm 2-3 lần bằng vàng cũng được. Như mình phải không? Mình quay nó không ra tướng tím ấy, mình tức mình sẽ khô máu thêm một lần nữa. Thường thường cái con game này ấy, mình sẽ tích đủ 20 vé mới quay ấy. Tại vì nếu anh em xui ấy, quay 10 vé không ra phải không? Đợt sau quay 10 vé lại không ra. Nhưng mà ấy, nếu anh em mà quay 20 vé là kiểu gì cũng có một con tím, chú ý nhá. Cái game này nó giống cái game Vạn Thiên Trận ấy, 20 vé auto ra. Tiếp đến là về trận đánh tướng ấy. Để mình ra map mình khiêu chiến á. Cái con game này hơi cùng tí ấy. Bình thường như các con game khác ấy, hai tướng trận nó kích hoạt rồi, hay là bốn con khác hệ nó kích hoạt, nhưng mà game này không nhá. Thấp nhất là ba tướng cùng hệ tăng công 10%, HP 10%. Ba tướng cùng hệ cộng với hai tướng cùng hệ ấy, 15% công HP. Bốn tướng cùng hệ 15% công cộng với HP 20%. Và cuối cùng ấy, 5 tướng cùng hệ ấy, là công 25% cộng với HP 25%. Cái con game này nó không như Vạn Thiên Trận ấy, cái vé quay hệ nó rất là ít lên ấy. Lúc đầu game anh em sẽ phải chơi 2 đến 3 hệ. Như mình chắc mình sẽ chơi 3 hệ để mình tối ưu tướng đi. Chơi 2 hệ mặc dù nó thêm 5% công với HP ấy, nhưng mà tướng phẩm nó sẽ yếu hơn rất nhiều ấy. Nên là chắc mình sẽ chơi 3 hệ em ơi. Theo ý kiến mình anh em chơi 3 hệ nó sẽ ngon nhất ở giai đoạn đầu. Để tại map mình đã đến cái chương 9.33 nhá. Mình tính là đi qua cái chương 9 này mình mới làm video ấy. Nhưng mà hiện tại gần 10 giờ rồi. Mình mới đi chắc là đêm mình mới đăng video em ơi. Bảng xếp hạng game này nó ở phần bên trên này nhá. Đây anh em có thấy không? DHBG này, DHBG. Đầu tiên là cái ái 9.40. À khoan á, mình bị vượt rồi em ơi. Bị cái bản kit 76 vượt nhá. Tí mình đi mình vượt lại thôi. Đây tháp này 110 này. Đấy top 2 mới có 120 thôi. Đây bảng xếp hạng mình vẫn còn tên này, bản kia mới leo thôi. Game này mình thấy khá đơn giản ấy. Anh em quay vé thường ra con tướng chính này, rồi anh em quay hệ để dồn cái con tướng chính lên ấy. Còn về cái rút 10 lần ấy, anh em đợi từ từ ấy, gần cuối ngày anh em mới mở. Còn về cái lắp đầu anh em lắp bất kỳ là được nhá. Đây ngày đầu sẽ được la tô này 200kx này, với cái vũ khí với cái sách tím. Tính ra cái đồ tím nó cũng không nhiều đâu. Em mua trong tiệm này ấy, còn có cả đồ cam cơ. Còn về phần lắp ấy, nếu anh em mở có xẻng ấy, anh em chú ý cho mình cái nạp thẻ tháng nhá. Đâu nhỉ? Đây phúc lợi tháng này. Em cố gắng nạp cho mình cái thẻ tháng 100k này. Một ngày anh sẽ được 150 vàng, quan trọng là sẽ được 3 dương. Mà dương nó sẽ được chọn nguyên liệu nhá, trong đấy nó sẽ có cái ích tướng này. Đây, hai cái 6 giờ tức là 12 tiếng. Ngoài này 3 dương. 12 tiếng nữa nó sẽ được 36 tiếng ích nha em ơi, rất là ngon luôn. Mấy ngày đầu anh em cứ đổi ích là leo map cực khỏe luôn, chú ý nhá. Còn về lạp đầu ấy, đây mình sẽ xong loạt nhá. Đầu tiên là cái hạn giờ này. Cái này mình tìm trên web nó không thấy em ơi. Hoặc là lúc mình lạp nó vẫn chưa cập nhật. Nếu mà lạp được anh em lạp cho mình cái gói 25k nhá. Thì nó sẽ được 60 mảnh tướng ngẫu nhiên này, tức là một con tướng đấy. Đây quý trưởng thành này, cái này anh em từ từ lạp cũng được. Đây chân bảo này. Mấy gói chân bảo bình thường em ơi. Quả tuần này, quả tháng này, quả túi thơm này, ưu đãi vàng này. Nếu mà để lạp đầu ấy, ngon nhất là cái gói ưu đãi 25k đâu. Đâu nhỉ? Đây, ngon nhất là cái 25k nhá.
Anh em nào mà có điều kiện cố gắng là lấy 100 thẻ tháng. Còn về cái 7 ngày ấy, cái game này ấy, nó không có mua giảm giá nên anh em cứ làm nhiệm vụ nó mở thôi. Đầu tiên là cái triệu tập ninja này. Đây, cái này nó sẽ có 3 mốc. Mốc đầu tiên là 25, anh em sẽ được 10 cái quan hệ này. Tiếp đến 50 ấy, anh em sẽ được cái dương chọn vật phẩm này, mấy cái X đấy. Và 110 cuối cùng ấy, anh em sẽ được 20 cái vé quan hệ này. Cộng với cái dương chọn X nha anh em ơi, X tướng đấy. Đâu khoan á. Cái này là vé thường nhá, đây sườn là vé thường, còn cái xá xíu là vé quan hệ. Tiếp đến là cái hành trình ninja này, đây đăng nhập anh em nhận được quà thôi. Huấn luyện ninja này, đây mốc 7 ngày nhá. Nói chung là mấy cái nhiệm vụ khá đơn giản, anh em làm qua là sẽ hoàn thành thôi. Đây cuối cùng là sinh tồn nó chưa mở này. Đây ngày hôm nay anh em nông dân chỉ cần chú ý cho mình ở mấy cái đấy thôi, cuối ô mình sẽ lượn vòng nhá. Đây đầu tiên là cái nhóm này anh em tham gia từng cái một lấy quà này. Tích lạp này. Đây mình lạp 60 nha em ơi. 60 tức là 20k đấy, lạp đầu em ơi. Quà khá ngon này. Đây mốc cuối là 20k vàng. Đổi ăn giờ này. Đây cái túi gấm một ngày anh làm sẽ được mua lại một túi nhá. Còn cái rút này mình đã nói đấy. Cái này để cuối ngày anh mới mở. Đồ top hạn giờ này. Đây hiện tại mình đang top 3 nhá. 291k khoan á. Cái game này nó tính tổng chiến nhá. Anh em muốn top cao phải không? Thì em bỏ kim bảo ra anh em mở cái học viện này nhá. Đây mình sẽ mở một cái cho em xem. 800 vàng này. Nói chung game này vàng khá nhiều nên mình cũng không tiếc. Đây mình sẽ cho con nào lên nhờ. Con nào tướng. Đây mình sẽ cho này lên nhá. Ok luôn này. 291k phải không? Đấy lên 300k rồi. Đấy muốn top thì em mở cái đấy thôi. Mở xem quả tốt là ngon không nào. Thưởng này. Ui top 1 30 quay hệ này. 5 cục x 24 giờ này. Ồ trang bị đỏ luôn này. Ồ khéo khi mình khô máu em ơi. Ơ khoan á, sự kiện trong vòng 8 ngày à? Bỏ qua đi. 8 ngày lông dân 20k mình chắc chắn là không được rồi, bỏ qua. Đây nhà hàng là cái lưng tướng nha em ơi. Game này nó không cho mình xem trước nhỉ. Nó không cho mình xem trước lưng hệ. Đây tướng sử thi lên ấy, thì nó sẽ cần phôi tím cộng nhá. Nó có cái khung này là cộng em ơi. Lưng tướng giống hệt cái con game Vạn Thiên Trận. Đây tiếp bên là cái tổ chức là bang em ơi. Bang game này có đánh ví thú này, tí nữa mình đánh sau này. Shop tổ chức là trang bị này giống hệt Vạn Thiên Trận luôn. Nó không có cái cống hiến bang nhỉ. Thôi bỏ qua đi. Đây Diêm Mộc Sơn ấy là cái lơ truyền thừa là anh em nâng cấp nhá. Đây. Anh em có tướng nâng lên ấy, thì nó sẽ được cái nguyên liệu này để mình lâng nhá. Tăng cấp này được thêm chỉ số em ơi. Đây tổ hợp ninja ấy. Cái này anh em cho chi viện này, anh em thêm bạn full nhá. Bạn thì nó cũng chi viện được để mình kích hoạt chỉ số ở trong cái này. Đầu tiếp đến là cái học viện này, đại học viện này. Anh em có thể mở thêm vài ung được tại vì nó có cái đánh đấu trường em ơi. Về sau nó có cái đánh đấu trường 33. Tiếp đến là cái sân huấn luyện, cái này là cái trùng sinh nhá. Đây. Cài lại này sa thải cộng với thu hồi. Tiệm này. Tiệm này anh em có thể reset tầm 3 đến 5 lần ấy để mình kiếm cái trang bị cam cho đêm chính ok nhá. Đây cái này có đêm phụ mình không mua, mình chỉ mua đêm chính thôi. Nếu nó ra mảnh tướng này, X này xu này cộng với cái đột phá anh em cứ mua nhá. Đây trang. Đây shop tổ chức là trang bị này. Đây shop sa thải á. Đây shop sa thải cái quay tướng thì phải này. Mình đã được 11k rồi. 7k nữa là mình sẽ được một con tướng này. Cái này em chỉ đổi tướng tím thôi nhá. Đây shop chủ phú này. Là cái đi vừa mình bảo đấy. Mua đột phá trước. Đây là cái đấu trường lương cao nha mày. Cái này như anh em lên level hay là đi qua map nó mở nhá. Mình không nhớ là đi qua map bao nhiêu ấy. Hoặc level bao nhiêu nhá. Đây sân tí luyện này. À ngoài nhầm. Nó là cái thung lũng tận cùng cơ. Đây là cái thứ hai nhá. Mờ quái hơi căng em ơi. Cái này chắc là đa số nông dân là sẽ không đánh được ấy. Tại vì thấp nhất là 130k chiến ấy. Mà nó tận là 3 tổ đội cơ. Anh em phải thắng 2 tổ đội mới được tính win nhá. Đây cái này hiện tại mình vẫn chưa leo được. Vẫn 180 giờ này. Ok tiếp đến là phần ủy thác nhá. Ủy thác là anh em chỉ cần chú ý cái nhiệm vụ cho mình thôi. Đây anh em cố gắng hoàn thành 20 cái thường. Còn cái dưới là 50 thường nhá. Cái dưới này anh em reset ra lam, reset lại nhá. Ra lục thì em mới làm nhá.
cố gắng xong cái nhiệm vụ ấy anh em mới lên được level, chú ý đấy. Nhờ em cứ đây ra làm là anh em sẽ bị thọt một ngày đấy, chú ý nhá. Đấy, ngày hôm nay anh em nông dân chỉ cần chú ý cho mình mấy cái đấy thôi. Thôi ok, mình xin kết thúc ở đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.